Tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với hải quan tỉnh vừa phát hiện 4 đối tượng đi trên xe ô tô bán tải nhập cảnh từ Lào có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép. Kiểm tra trên người 4 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 4 kg vàng. Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số vàng này. Qua khai thác ban đầu, 4 đối tượng, 3 trường hợp trú ở tỉnh Hải Dương, 1 trường hợp trú ở tỉnh Đắk Lắk, khai nhận số tang vật trên mua từ thủ đô Viên Chăn, Lào với giá 7,2 tỷ đồng nhằm đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho công an tỉnh tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.